Vào tuổi trung niên, nội tiết tố suy giảm, nhan sắc xuống cấp, sinh lý suy yếu. Từ đề tài nghiên cứu cây sa sâm Việt đầu tiên tại Việt Nam, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Power Sâm hỗ trợ cải thiện chức năng sinh lý nam, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Beauty Sâm hỗ trợ bổ sung nội tiết tố nữ, hỗ trợ lưu giữ thanh xuân phái đẹp và hỗ trợ tăng cường bản lĩnh phái mạnh. Sâm đẹp vợ, sâm khỏe chồng, mặn nồng tình yêu. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.